Bệnh cơ xương khớp như đau cổ vai gáy, cột sống và đau vùng vai đã ngày càng trở nên phổ biến, gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống của dân văn phòng. Đây là lưu ý bạn nên biết sớm. Theo các bác sĩ xương khớp, trong những năm gần đây, tỷ lệ mắc bệnh về xương khớp chỉnh hình ở nhóm người làm việc văn phòng đã tăng lên không ngừng hàng năm. Điều này được hiểu rằng, hầu hết các nhóm người làm việc trong văn phòng ngồi trước màn hình máy tính 7 đến 8 giờ một ngày, ít hoạt động và ít tập thể dục. Vì vậy, các bệnh về xương khớp đã trở nên rào cản lớn cho sức khỏe của họ. Chúng ta hãy xem những bệnh xương khớp mà những người làm việc ở văn phòng ngồi nhiều, ít vận động, dễ mắc phải sau đây để phòng ngừa càng sớm càng tốt. Sau khi biết bệnh, bạn cũng có thể tìm ra những giải pháp phòng ngừa hiệu quả ở cuối video này. Ba loại bệnh về xương khớp chỉnh hình phổ biến nhất của dân văn phòng. Thứ nhất, thoái hóa đốt sống cổ. Nhân viên văn phòng là nhóm người ngồi làm việc gần như suốt thời gian họ ở trong văn phòng và duy trì một tư thế trong một thời gian dài. Điều này sẽ gây ra các triệu chứng bệnh liên quan đến thoái hóa đốt sống cổ. Trong thời gian dài sẽ dẫn đến thoái hóa đốt sống cổ. Các chuyên gia xương khớp chỉnh hình khuyên bạn nên dừng lại công việc đúng cách để tham gia một số hoạt động vận động đơn giản. Bạn nên ý thức rõ yêu cầu về làm việc kết hợp với nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra, hãy tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi, tìm hiểu các phương pháp xoa bóp đốt sống cổ và cơ thường xuyên để ngăn ngừa sự xuất hiện của bệnh thoái hóa đốt sống cổ. Thứ hai, viêm và đau nhức mỏi vùng vai. Làm việc quá nhiều giờ trong một thời gian dài có thể khiến cơ vai quá căng và dễ gây viêm quanh khớp vai. Các chuyên gia xương khớp chỉnh hình khuyên bạn nên giảm tần suất làm việc trong nhiều giờ kéo dài, dừng công việc đúng lúc để xoa bóp cơ vai giúp giảm căng cơ, nhằm ngăn chặn một cách hiệu quả sự xuất hiện của bệnh đau mỏi vai hoặc các bệnh liên quan. Thứ ba, cơ bắp, xương khớp lỏng nhéo và suy yếu. Nhiều người làm văn phòng thường xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, đau đầu xuất phát từ nguyên nhân họ đã thức khuya và thiếu ngủ trong thời gian dài, dẫn đến tình trạng mất ngủ và căng cơ bắp, cột sống. Các bệnh về cột sống là một trong những nguy cơ phổ biến nhất và gây tác hại lớn và lâu dài đối với nhóm người làm việc văn phòng, khiến cho họ bị giảm chất lượng sống, ảnh hưởng công việc và sinh hoạt hàng ngày. Do đó, mọi người cần chú ý đảm bảo ngủ đủ giấc, giảm căng cơ bắp và cột sống, từ đó có thể ngăn chặn sự xuất hiện của các triệu chứng đau nhức mỏi trong tương lai. Những lưu ý quan trọng để phòng ngừa bệnh cơ xương khớp dành cho dân văn phòng. Đảm bảo tư thế ngồi theo kiểu 3 góc 90 độ. Đầu tiên, bạn nên chú ý điều chỉnh chiều cao của ghế phù hợp với vóc dáng của bạn. Giữ hướng đùi song song với mặt đất, trong khi giữ góc của bắp chân ở góc 90 độ so với đùi. Tiếp theo, tựa lưng vào ghế và giữ thẳng đứng. Tại thời điểm đó, lưng duy trì một góc 90 độ với đùi. Một lần nữa, điều chỉnh chiều cao của tay vịn của ghế, giữ cho vai thư giãn và giữ cổ tay thẳng. Đồng thời, giữ hai cánh tay ngang nhất có thể và duy trì một góc 90 độ so với lưng. Hãy nhớ rằng, bệnh về cơ xương khớp không phải là bệnh đơn giản. Một khi bạn đã mắc bệnh là rất khó để hồi phục lại như cũ và tình trạng sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu bạn để cho bệnh tiến triển nặng mà không lưu ý sửa đổi từ sớm. Tám dấu hiệu của đôi môi cần đặc biệt chú ý vì sức khỏe của bạn đang gặp vấn đề. Môi của chúng ta có hơn 1 triệu đầu dây thần kinh và nhạy cảm hơn rất nhiều so với những đầu ngón tay. Chúng cần sự chăm sóc đặc biệt.
Đôi khi chúng có thể báo hiệu cho chúng ta có một số vấn đề về sức khỏe. Chính vì vậy, chúng ta cần chú ý đến những dấu hiệu này. Không chỉ mắt, mà môi cũng có thể là tấm gương phản chiếu sức khỏe của mỗi người. Và 8 dấu hiệu sau đây cho thấy có thể sức khỏe của bạn đang gặp vấn đề. Thứ nhất, vết nứt ở khóe miệng. Nước bọt dính ở khóe miệng có thể làm khô da và tạo thành những vết nứt. Việc bạn thường xuyên liếm môi và nhiệt độ cùng độ ẩm ở khóe miệng tạo điều kiện hoàn hảo khiến những vết nứt bị nhiễm trùng. Nhiễm trùng là nguyên nhân phổ biến nhất làm cho những vết nứt này trở nên tệ hơn. Nếu bạn thường xuyên bị những vết nứt ở khóe miệng, đừng ngần ngại đi gặp bác sĩ. Thứ hai, môi khô và nứt nẻ. Môi khô báo hiệu phần còn lại của cơ thể đang thiếu nước. Điều này cũng có thể xảy ra khi thay đổi khí hậu hoặc căng thẳng. Trong trường hợp này, bạn hãy uống nhiều nước hơn và sử dụng kem dưỡng ẩm phù hợp. Ngoài ra, việc môi bị nứt nẻ cũng có thể là do dị ứng. Hãy để ý nếu như bạn cũng đang gặp phải một số triệu chứng khác, ví dụ như ngứa. Thứ ba, mụn rộp ở môi. Mụn rộp môi có thể gây đau hoặc khó chịu, nhưng hầu như chúng vô hại và có thể tự hết mà không cần điều trị. Nó cũng có thể là vết thương hay phản ứng với thực phẩm cũng có thể gây ra những vết sưng này. Cũng có rất nhiều trường hợp nguyên nhân là do nhiễm virus herpes và bạn cần được điều trị y tế thích hợp. Thứ tư, vòng đỏ quanh môi. Một trong những lý do phổ biến nhất tạo nên một vòng đỏ quanh miệng là viêm da do liếm môi. Liếm môi quá nhiều làm khô dầu tự nhiên của vùng da quanh môi, khiến cho vùng da này bị đỏ và ngứa. Chỉ cần kem dưỡng ẩm phù hợp và từ bỏ thói quen liếm môi, có thể khắc phục tình trạng này một cách dễ dàng. Thứ năm, nếp nhăn ở môi trên. Nếu bạn bắt đầu nhận thấy nhiều nếp nhăn ở môi trên, nguyên nhân có thể do cả hai vấn đề về thể chất và tinh thần. Hãy chú ý đến những thói quen xấu như dùng ống hút hoặc hút thuốc quá nhiều. Thứ sáu, đổi màu môi. Môi thâm có thể do sự lưu thông oxy trong máu kém. Bạn cũng có thể có các triệu chứng tương tự ở ngón tay và ngón chân. Môi tái hoặc nhợt nhạt đi có thể vì thiếu máu và thực sự cần được chăm sóc y tế. Cũng có thể là bạn có lượng đường trong máu thấp, gặp các vấn đề về tuần hoàn hoặc thiếu vitamin. Thứ bảy, sưng môi. Sưng môi có thể là phản ứng khi bạn bị dị ứng. Nếu thấy đôi môi của bạn trở nên sưng to hơn mỗi khi sử dụng một số mỹ phẩm, hãy ngưng sử dụng. Nếu môi của bạn ngày càng to hơn trong một khoảng thời gian ngắn, hãy đến ngay các cơ sở y tế. Thứ 8. Đốm đen trên môi. Có thể có nhiều lý do khác nhau khiến xuất hiện các đốm đen trên môi. Tuy nhiên, bạn không nên bỏ qua chúng. Để chẩn đoán chúng tốt nhất là bạn nên đi gặp bác sĩ. Tăng sắc tố là tình trạng phổ biến gây ra các đốm nâu. Bạn có thể thấy nó không chỉ trên môi mà cả má, mũi và trán. Các vết đen mặt trời cũng có thể là một nguyên nhân. Trong trường hợp bạn cảm thấy chúng xuất hiện nhiều hơn, hãy đi gặp bác sĩ trước khi nó được chẩn đoán là dấu hiệu của tiền ung thư. Điều này cũng có thể do cơ thể bạn hấp thụ quá nhiều chất sắt từ thức ăn hàng ngày. Nếu có ba bộ phận này nổi lên thì cần vào viện ngay. Khi cơ thể nổi lên những cục gồ ghề bất thường nhìn thấy dưới lớp da của bạn, hãy cẩn thận vào viện đi khám. Vì đây có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư, để lâu sẽ là quá muộn. Chúng ta đều biết rằng
Bệnh ung thư thường tồn tại trong cơ thể một thời gian rất dài. Chúng lớn dần và phát triển tăng tốc, cho đến khi tạo ra sức công phá lớn, hủy hoại cơ thể và cướp đi sinh mạng của chúng ta. Nhưng việc quan sát và lưu tâm đến những dấu hiệu ung thư cho đến nay vẫn chưa được nhiều người coi trọng. Thậm chí ngay cả khi có những dấu hiệu bất thường, vẫn chần chừ chưa chịu đi khám. Hãy cẩn thận với những cục u nổi gồ ghề trên da. Câu chuyện này xảy ra ở Trung Quốc và bạn hoàn toàn có thể tham khảo để rút kinh nghiệm. Bà Hà 60 tuổi, bỗng một hôm nhìn thấy một chỗ phần to bất thường ở phần xương hàm bên trái và chạm tay vào có cảm giác như một cục cứng. Đó là vật gì mà bất thường như vậy? Câu hỏi nghi ngờ đó đã có ngay lời đáp khi bà được chồng đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói rằng thứ mà bà Hà đang nuôi trong cơ thể, đây chính là hạch bạch huyết. Cùng với kinh nghiệm của bác sĩ và những dấu hiệu bất thường trong cuộc kiểm tra, bà Hà đã phải đi khám chuyên sâu hơn. Kết quả là bà đã bị ung thư dạ dày và di căn lên hạch bạch huyết trái. Các bác sĩ nói rằng ung thư thường bị nặng lên do thời gian chậm chế của người bệnh đã kéo dài quá lâu. Nhiều người nghĩ đơn giản rằng khi ung thư xảy ra trong cơ thể thường sẽ phải có cơn đau dữ dội. Trên thực tế, một số bệnh ung thư có thể không có cơn đau điển hình và chỉ có thể biểu hiện ở sự nâng cao mức độ bệnh ở một phần cục bộ nào đó. Hậu quả của nó gây ra cho sức khỏe con người là không thể tưởng tượng được. Vì vậy, khi cơ thể nổi cục cứng hoặc gồ ghề lên ở một chỗ nào đó, làm sao để biết là ung thư hay không? Sau đây là lời khuyên của các bác sĩ giúp bạn hiểu cặn kẽ hơn và phòng bệnh hiệu quả hơn. Thứ nhất, khi bạn có cảm giác có một sự phần to bất thường ở ngón tay. Có rất nhiều người bỗng nhiên phát hiện các ngón tay của mình phồng lên và đi bệnh viện để khám. Sau đó được các bác sĩ phát hiện ra rằng đây là triệu chứng của hiện tượng ngón tay dùi trống. Ngón tay dùi trống hay còn gọi là ngón tay chày là một dạng to phần lên ở đầu ngón tay hoặc ngón chân, dày lên và thô gồ ghề giống như chiếc chày. Khi xuất hiện triệu chứng này là do bên trong phổi bị thiếu khí, thiếu oxy dẫn đến bị dày mô mềm cục bộ. Đây là một cách có liên quan đến sự phát hiện ra dấu hiệu bất thường ở bệnh nhân ung thư phổi có nội tiết thay đổi. Nhiều bệnh nhân ung thư có dấu hiệu gồ ghề ở đầu ngón tay chân như vậy, bắt buộc bạn phải chú ý theo dõi, kiểm tra sớm nhất có thể. Thứ hai, khi bạn có một chỗ phần to bất thường ở cổ. Nếu có một chỗ phần bất thường ở cổ, hãy chắc chắn rằng bạn cần cảnh giác với khả năng ung thư tuyến giáp. Lúc này, bạn phải đến bệnh viện để siêu âm màu tuyến giáp, xét nghiệm chức năng tuyến giáp và chọc tuyến giáp để kiểm tra trong trường hợp bác sĩ cảm thấy cần thiết. Thứ ba, khi bạn có một chỗ phần to ở phần xương đòn trên bất thường. Dù là ở phần xương đòn trên bên phải hay bên trái có sự gồ ghề lên bất thường hay nổi cục, thì bạn cần nhanh chóng tìm đến sự tư vấn của bác sĩ càng sớm càng tốt. Bởi nếu bạn đột nhiên tìm thấy chỗ lõm nơi phần trên xương đòn phần ra, thì phải hết sức cảnh giác với sự xuất hiện của khối u ác tính. Theo các dấu hiệu lâm sàng cho thấy, ung thư dạ dày nói chung dễ bị di căn hạch bạch huyết trái. Còn nếu là ung thư vú, nó dễ bị di căn hạch bạch huyết phải. Bất kể phần nào trên cơ thể của bạn có dấu hiệu nổi cục, gồ ghề hoặc phần ra, cần phải đến bệnh viện để kiểm tra y tế càng sớm càng tốt. Một số chỗ phần cục bộ là khối u lành tính và một số là dấu hiệu của khối u ác tính. Để rõ ràng, cần phải kiểm tra khẩn trương. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.